Bi review phim sẽ mang đến những diễn biến cực kịch tính và hấp dẫn tại phần 1 của bộ phim trò chơi Sinh tử đây ạ. Bộ phim xoay quanh nam chính là IJ, chàng sinh viên thông minh sáng dạ, hào hứng tới buổi phỏng vấn của tập đoàn Tây Cang, quy mô lớn nhất toàn quốc với khả năng đỗ khá cao, lại nhận được lời cổ vũ từ cô bạn gái xinh đẹp. Cứ tưởng sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng chuỗi bi kịch bắt đầu kéo tới khi đột nhiên có ông chú chán đời lao ra giữa đường và tự kết thúc cuộc sống của mình ngay trước mắt IJ. Cũng vì thế mà tâm lý IJ trở nên bất ổn, đầu óc trống rỗng, miệng thì lắp bắp chẳng thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào từ nhà tuyển dụng. Xuất phát điểm có lợi thế mà nay đã bị các ứng viên khác vượt mặt. Cú ngã ấy khiến anh trải qua 7 năm tiếp theo chẳng khác nào địa ngục, khi phải làm thêm đêm ngày để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt. IJ vẫn kiên trì với việc viết 100.000 lá đơn xin việc, cuối cùng, nỗ lực cũng được đền đáp khi lại lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng của tập đoàn Tây Cang mà bản thân đã bỏ lỡ khi trước. Họ tỏ rõ thái độ khinh thường khi thấy danh sách rất nhiều công việc bán thời gian. Duy chỉ có tổng giám đốc, đồng thời là con trai trưởng của chủ tịch lại thể hiện sự thán phục, chẳng phải nói chứng tỏ ứng viên này cực nhiệt huyết, chăm chỉ và hết mình hay sao? Nhận được phản hồi tích cực như vậy, nên hớn hở cũng là điều dễ hiểu. Ngặt nỗi, lại nhận tin sét đánh khi tên bạn trời đánh hiên su dụ anh đầu tư cổ phiếu, nay đã lặn không sủi tăm rồi. Có tới đồn cảnh sát trình báo cũng vô ích, đầu tư đồng hành cùng rủi ro, sao có thể kiện cáo hay đòi bồi thường được? IJ một lần nữa chìm vào cơn khủng hoảng, lê những bước chân chịu nặng tới tìm bạn gái Jisoo, nào ngờ lại thấy cô vui vẻ nhận hoa từ một thanh niên giàu có khác. Dù cô có giải thích không phải là yêu đương gì, nhưng IJ nào có tin, chỉ cảm thấy ngày hôm nay chẳng khác nào địa ngục. Jisoo đưa cho anh chút tiền để trang trải, khiến cảm giác thất bại càng trào dâng, chỉ muốn buông tay, như vậy cô nàng sẽ không lãng phí thời gian với kẻ như mình. Jisoo chỉ muốn bạn trai cố gắng hơn một chút, nhưng chẳng phải anh vẫn làm điều đó suốt chuỗi ngày dài qua hay sao? Chỉ có điều là may mắn không mỉm cười, nên cuộc sống cứ mãi dậm chân tại chỗ. Ướt sũng người vì cơn mưa bất chợt, trở về nhà lại thấy toàn bộ đồ đạc đã bị phơi ngoài sân thượng, đơn giản vì đã nợ tiền thuê nhà quá hạn và ông chủ đã thu hồi lại phòng trọ. IJ bất lực, vừa than trời và vừa di chuyển bảo vệ đống tài sản quý giá này. Tưởng chừng cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng với anh thì không. Tin nhắn thông báo kết quả tuyển dụng đã tới, cứ ngỡ là đạt để cứu vớt cuộc đời, chớ trêu thay lại tạch tạch tạch, như thể dồn anh tới bước đường cùng vậy. Đứng trên sân thượng, IJ quyết định sẽ bái bye với địa ngục trần gian này, ít ra thì cũng có ích khi góp phần bé nhỏ xây dựng thương hiệu quốc gia phát triển có tỷ lệ tự tư cao nhất thế giới. Chỉ có chết thì sự đau khổ dày vò bấy lâu mới biết mất. Ngay khi IJ quyết định bay màu thì một cuộc gọi xuất hiện, đau lòng thay lại tới từ người mẹ đơn thân của mình. Có điều, IJ chưa hề sang thế giới bên kia mà lại ngồi chễm chệ trên máy bay tư nhân, diện mạo hoàn toàn khác bọt. Một quý cô sang chảnh ngồi đó, đọc từng câu trong bức thư tuyệt mệnh và nhanh chóng hóa vàng nó. Cô ta là hiện thân của cái chết, đã đưa anh tới đây trước khi rơi vào địa ngục. Với lý do đơn giản, muốn trừng trị dê khi dám coi thường và chế nhạo mình, còn dám tìm tới cái chết, trái ngược hoàn toàn với quy luật của tự nhiên. Cô ta ho anh biết, thế nào là địa ngục thật sự khi thả tự do từ độ cao không tưởng, cứ mặc IJ la hét ầm ĩ trong sự sợ hãi như thế. Tới bây giờ, cô ta mới công khai hình phạt, phải nhập vào 12 người đang đối mặt với tử thần, và dù có thức dậy với cơ thể nào thì sớm muộn cũng sẽ nghèo thôi. Có như vậy thì kẻ tự tư như anh mới biết mùi vị thực sự của cái chết. Đổi lại, nếu vượt qua được cửa tử, thì sẽ tiếp tục sống cuộc đời đó. Nhưng chẳng phải, cuộc sống này là địa ngục, nên IJ mới không muốn sống tiếp hay sao? Bỏ ngoài tai lời nói đó, thần chết búng tay và biến mất trong nháy mắt. Máy bay bỗng rung lắc dữ dội, nên IJ bó cẩn mà mặc áo phao, đeo thiết bị bảo hộ cho chắc cú. Dù tiếp viên có nói rằng chỉ là nhiễu động thời tiết thôi, nhưng anh chẳng tin, cho tới khi nó thực sự ổn định trở lại mới quê chữ E kéo dài, biện minh rằng bản thân nhạy cảm mà thôi. Ngó nghiêng xung quanh một lượt, IJ nhận ra nơi này thơm nức mùi tiền, với những món đồ hiệu đắt đỏ. Một mẩu đá thạch anh lao thẳng về đầu anh, đem theo ký ức của cơ thể này. Đó là Jin Tae, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Tây Cang, giàu từ trong trứng nước nhưng luôn bị đặt trong trạng thái bị so sánh và tranh giành quyền lực với đối thủ chính là anh trai ruột. Nhờ có tài năng, trí khôn, tinh hoa hội tụ nên đã nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng và yêu thương của cha, đường đường chính chính trở thành người thừa kế thực sự. IJ nhận ra, nếu bảo toàn được mạng sống thì anh sẽ được hưởng sự giàu sang phú quý này. Tưởng tượng trong đầu thôi cũng thấy hạnh phúc ngất ngây rồi. Đúng lúc đó thì thân máy bay bị xé toạc, nguy hiểm lúc này mới thực sự ập tới, hút cả cô tiếp viên vào không trung. Điều gì đến cũng phải đến, IJ trong thân xác của Jin Tae đã hóa thành tro bụi sau vụ nổ kinh hoàng. Anh hốt hoảng tỉnh dậy, trước mắt lại là quý cô hắc ám kia. Vẫn còn tới 11 lần trải nghiệm cái chết nữa, nhưng lần này cô dành tặng IJ món quà đặc biệt, khi tận mắt chứng kiến địa ngục sẽ là nơi kinh dị và ám ảnh tới thế nào. IJ sợ hãi, khóc như mưa vì nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị kéo đến nơi tăm tối ấy. Đó là khi anh chưa biết, có một vị thần mềm lòng sẽ xem xét hành động của anh trong 11 lần tiếp theo, để đưa ra quyết định, biết đâu anh lại được tới thiên đàng thì sao? Nhưng trước mắt, vẫn phải trải nghiệm lần phiêu lưu thứ 11 này, bắt đầu bằng việc ghim kẹo đồng vào giữa trán. IJ lại bay giữa không trung, miệng thì la hét không ngừng vì chẳng có dù bay bên cạnh. Viên thạch anh mang theo ký ức và kỹ năng của chủ cơ thể đã tới. Lần này, người anh nhập vào là J-Shock, một người ưa thể thao mạo hiểm, đạt nhiều kỷ lục Guinness, và đang thử thách bản thân khi rơi tự do từ độ cao 3.000m mà không dùng tới dù.
Nếu thành công, sẽ được 3 tỷ trao tay ngay lập tức. EJ tự nhủ, đó là số tiền lớn đủ để sống cuộc đời này, cố gắng lấy thăng bằng và chấp nhận thử thách. Từng diễn biến được truyền hình trực tiếp tới toàn thế giới, tỷ suất người xem không ngừng tăng cao, ai cũng háo hức chờ đợi cái kết ngọt ngào cho anh chàng mạo hiểm này. Có điều, cuộc sống thì không như mơ, một pha đáp đất dứt khoát nhưng vụng về, cắm thẳng đầu xuống đất và gặp thần chất ngay lập tức. Khán giả thì sững sờ, đứng hình mất nhiều giây, chỉ có cậu nhóc này vẫn phấn khích khi tỷ suất đu đỉnh và được nghỉ có lương, như sếp vừa thông báo. EJ vẫn giữ nguyên tư thế hạ cánh và nằm bất động, mãi mới có thể cử động cái cơ thể đang ê ẩm này, thắc mắc cực độ sao anh ta có thể liều lĩnh tới vậy. Nhưng chẳng phải, anh cũng dám nhảy từ tầng thượng xuống đó thôi, khác gì nhau cơ chứ. EJ lập tức chút giận, cho rằng cuộc chơi này không công bằng, hai lần nhập vai đó đều định sẵn sẽ ngoẻo rồi, người thường như anh sao có thể lách qua khe cửa hẹp mà tiếp tục sống chứ. EJ tâm sự, vì cuộc đời anh quá tăm tối, là chuỗi bi thương kéo dài khi nhà nghèo, tự bươn trải để kiếm sống, chẳng tìm được việc làm mà còn bị cướp người yêu nữa, nên mới túng quẫn như vậy. Anh chẳng gây hại cho ai, sao lại phải chịu những hình phạt ghê tởm thế này chứ? Quá chán nản vì phải nghe những lời cảm giảm ấy, thần chất lại nổ súng cái đoàng, và EJ lại đón chờ bất ngờ phía trước. Lần này là vào vai một cậu nhóc học sinh, chuẩn bị tiến tới trừng trị tên khốn này vì dám cười nhạo cái chất của J-Shop. Đúng lúc chuẩn bị bung sờ kêu thì viên thạch anh lại lao tới. Ký ức đã hiện về, cậu nhóc này là Hiếc Su, cha mất sớm, chỉ còn mẹ là trụ cột và cày đêm cày ngày để có tiền trang trải cuộc sống. Cậu rất ghét việc đến trường, đơn giản vì luôn là đối tượng bị bắt nạt bởi trùm trường và làm thú vui tiêu khiển cho chúng. Nhưng không muốn trở thành gánh nặng khiến mẹ lo lắng, Hiếc Su vẫn cắn răng chịu đựng. Cậu nhóc này đã nghĩ tới chuyện tự kết liễu bản thân, thậm chí còn để lại thư tuyệt mệnh, mọi chi tiết cứ giống cuộc đời EJ tới kỳ lạ. Jin Sang lại ngựa quen đường cũ bắt nạt cậu, có điều lần này Hiếc Su đã phản ứng cực dữ dội khi sẵn sàng combat lại, ra đòn cũng rất gì và này nọ đó chứ, không quên dạy dỗ, đúng là ếch ngồi đáy giếng, đừng tưởng mình là bá chủ của thế giới này. Chưa kịp dứt lời thì lại bị đàn em của hắn tấn công từ phía sau, và kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi cả khi vẫn là kẻ yếu thế. Jin Sang tiếp tục lôi cậu ra nhà kho tiếp tục chút giận, nhưng lại bị Tê Xúc ngăn cản, cho rằng như vậy là quá đủ rồi. Bất ngờ thay lại nhận ngay một cú tát trời giáng cùng động thái dằn mặt cực gay gắt. Đúng lúc này thì Minji, cơ rớt của tên đầu sỏ này tới, thực sự đã cứu Hiếc Su bàn thua trông thấy. Cậu ngây thơ nghĩ rằng, chắc cô nàng tốt bụng này có ý giúp mình, nhưng cậu đã lầm, cô nàng thậm chí còn mỉa mai là thằng đần nữa. Lặng lẽ trở về nhà, cậu thấy tờ giấy ghi chú kèm câu mẹ yêu con, khiến những ký ức về mẹ đơn thân của mình lại ùa về. Dù thiếu vắng tình yêu của cha, nhưng bà luôn cố gắng bù đắp, nỗ lực làm việc và anh cũng luôn cố gắng giúp mẹ nhiều nhất có thể. EJ chỉ mong có cuộc sống bình thường như bao người khác, tốt nghiệp, kiếm được công việc tốt, kết hôn và nuôi nấng con cái trưởng thành, nhưng sao lại trắc trở như vậy chứ? Nhận được sự quan tâm từ người mẹ lạ lẫm này, EJ thậm chí còn tưởng tượng mẹ đang tồn tại trước mắt. Bà động viên rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, khiến EJ bật khóc nức nở. Sau khi bình tâm trở lại, anh nhận ra có vẻ như Tê Xúc cũng là nạn nhân của tên trùm sỏ, nên muốn biến hắn trở thành đồng minh. Biết rằng lũ nhóc ở tuổi này vẫn luôn muốn thể hiện bản thân, nên anh dùng chiêu khích tướng, rằng Tê Xúc cao to, khỏe mạnh, kỹ năng thượng thừa, sao lại chịu làm tay chân cho tên yếu đuối kia chứ? Đó là do EJ chưa biết, Jin Sang có kẻ chống lưng đỉnh chóp, chính là đàn anh đai đen đai đỏ đầy người, luôn sẵn sàng bảo vệ hắn bất cứ khi nào. Nếu vậy thì EJ phải thay đổi lại chiến lược thôi. Vẫn bị trêu chọc như mọi ngày, nhưng lần này cậu đã chọn cách phản kháng cực ngầu, còn mỉa mai tắm trong bát mì này thì hẳn là ngon lắm, rồi tê tỉnh nhảy chân sáo bỏ đi. Jin Sang tức tối yêu cầu Tê Xúc hãy tóm tên khốn đó lại, nhưng tên tay sai vẫn thản nhiên thưởng thức bữa trưa, còn nhắn nhủ hắn hãy đi tắm để gột rửa thứ hôi hám này, bảo sao mà ông trùm không phẫn nộ và tức giận cho được. Hóa ra, đó là đề xuất của EJ, chỉ cần né mặt trong những vụ va chạm ở trường, thì kẻ chống lưng kia cũng chẳng thể tính sổ với cậu được. Quả nhiên, hắn ngay lập tức tới mách lèo đàn anh, dồn quân tới trường để xử lý cái gai trong mắt. EJ vẫn thản nhiên đọc truyện, dù chúng có kéo tới cũng chẳng sợ hãi. Hắn cứ nghĩ Tê Xúc mới là kẻ phản nghịch, tiến tới hỏi cung, nào ngờ lại là cậu nhóc gầy gò ốm yếu này. Đường đường là giang hồ có máu mặt, kiếm chuyện thì còn gì là danh tiếng lẫy lừng nữa. Quá xấu hổ, hắn tuyên bố từ nay đường ai nấy đi, coi nhau như không quen biết. EJ quả là thông minh, biết áp dụng tâm lý học đường để xử lý tình huống ngon ơ. Mất đi cây đa cây để che chắn, Jin Sang đã bị chốt danh và nếm trải đau thương. Đã vậy bạn gái cũng bị tiền bối cua mất, đúng là x2 sát thương. EJ cứ nghĩ, đã có thể bắt đầu cuộc sống mới nên rèn luyện thân thể xương xương. Vì bất cần đeo tai nghe mà suýt chút nữa về chầu Diêm Vương. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ bị Jin Sang tấn công từ phía sau với những cú đập liên tiếp cùng viên gạch trên tay. EJ lại tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, miệng không ngừng đay nghiến, sao tên khốn đó mới khó khăn chút ếch mà đã ra tay dã man như vậy. Còn nghi ngờ, lẽ nào vì thấy anh tìm ra đường sống nên cô mới giở chiêu trò để thao túng cuộc chơi hay không? Bị nghi ngờ vô lối, thần chất lập tức trừng trị với cái vung tay nhẹ bay ngàn cây số, không quên dằn mặt rằng chẳng thèm can thiệp dù chỉ một chút ít, và nếu dám tự sớt trong khi bị trừng phạt, chắc chắn sẽ nhận về sự bi thương đó. Một tiếng súng vang lên, lần này anh trở thành một tay xã hội đen chuẩn bị nhận hình phạt tra tấn dã man. Viên thạch anh mang theo ký ức và kỹ năng cũng xuất hiện, cho anh biết thân xác này là của Ju Hun, chuyên xử lý các lùm xùm của thế giới ngầm,
định cuỗm tiền cùng bồ của đại ca để rửa tay gác kiếm, có điều lại bị ông ta phát hiện nên kế hoạch phá sản. Ngay lập tức, Y Dê triển chiêu võ nghệ sẵn có, thông minh tắt đèn đen kịt cho dễ bề hành động, và kết quả thật đã mắt khi đám máu mặt này, nằm ngoan ngoãn trên sàn. Biết rằng sống trong thân thể này sẽ rất nguy hiểm, nhưng kết quả tồi tệ nhất đã định sẵn rồi, chỉ cần tìm ra số tiền 10 tỷ để những hóa vai sau sử dụng, quả là một nước đi thông minh sáng suốt. Thu hết quyết tâm, EJ lao ra khỏi chiếc container bằng siêu xe dựng sẵn, băng băng ngược chiều, luồn lách khắp các cao tốc và không ngừng cảm thán về kỹ năng thượng thừa của Ju Hun. Đại ca nghe tin đã treo thưởng 2 tỷ cho kẻ nào truy lùng được con chó phản chủ kia. Bảo sao mà cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ cũng phải đú chen mà tham gia cuộc đua. Rất nhiều kẻ cũng ham hố số tiền trên nên giàn quân mà bám đuôi bằng được, từ ô tô tới phân khối lớn cứ nối đuôi dài đuổi theo. Có điều, Ju Hun này số rất nhanh, sử dụng xe tải làm lá chắn, bốc đốc và tăng tốc để tước đi khẩu súng của chúng. Vì quá để tâm tới việc săn mồi, mà chúng không để ý tới chiếc xe gặp tai nạn xoay ngang trước mắt, hệ quả là chạm môi nhẹ nhàng khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chỉ có những chiếc xe máy mới có thể lao qua biển lửa và tiếp tục cuộc truy lùng. Lúc này đồng chí cảnh sát đã nhập cuộc, nhưng chẳng thể ngờ EJ lại cả gan giỡn mặt với thần chết. Lao qua nút giao đông đúc khiến những chiếc xe phía sau chẳng thể kiểm soát tốc độ và lao vào nhau như hiệu ứng domino. Kẻ tay mơ thì đã ngã chồng cành nằm la liệt, trong khi những tay đua đích thực thì vẫn bám đuôi, dù có là trong trung tâm thương mại cũng chẳng nể nang. Tưởng chừng như đã đường cùng khi bị bao vây từ phía, nhưng với đôi mắt tinh như cú cùng IQ đỉnh chóp, lập tức lao vào thang máy và rời đi, trong sự tiếc nuối của chúng. Cuộc rồ ga tiếp tục, lần này địa điểm là sân thượng. Đại ca trực tiếp tới lấy mạng cơ mà. Cùng lắm cũng là chớ thôi, nên EJ mạo hiểm cưỡi xe bay xuyên hàng rào và hạ cánh an toàn trên bể bơi của một khách sạn hạng sang gần đó. Cũng vì điện thoại rơi vào nước mà chúng không thể dùng định vị để truy vết. May mắn mỉm cười khi anh vẫn bình an vô sự, cẩn thận thó tạo một bộ quần áo khác để ngụy trang. Không chần chừ, EJ tới chỗ nhân tình đang chờ sẵn, còn dành tặng cái ôm thật chặt và những lời quan tâm lo lắng cho tính mạng của anh. Bỗng chốc EJ nghĩ, hẳn hai người họ phải yêu thương nhau thật nhiều mới sứt mất thế này. EJ hỏi về vị trí để túi tiền, anh chẳng ngần ngại mà tiết lộ ngay lập tức. Nào ngờ lại bị ghim kẹo đồng xuyên qua đầu một cách đầy bất ngờ. Vẫn là tư thế ấy, EJ chỉ biết chửi miệng kiếp, đúng là không thể tin vào đàn bà mà. Thần chết cười ngất vì cái sự dễ thương này, khi thấy anh lại bỏ mạng dù đã cố gắng thật nhiều. Có điều, anh tự nhủ bản thân thật là thông minh, khi đã đánh lừa EJ, và duy nhất mình mới biết nơi cất giấu thực sự mà thôi. Chỉ cần tiếp tục nhập vai lần kế tiếp, sẽ tìm lại số tiền đó và thoát khỏi cuộc chơi sinh tử quái gở này. Thấy anh nở nụ cười khiêu khích, cô ta không suy nghĩ mà tiễn anh lên đường. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, lần này thì vào tù luôn cho cẩn thận. Anh rén ngang vì những bạn tù chung phòng giam. Chỉ mong đá thạch anh nhanh xuất hiện để có được ký ức của nguyên chủ. Chưa kịp định thần thì đàn em nhắn nhủ, phải kiềm chế lại tính nóng giận nếu không muốn tên sát nhân thần kinh đó lấy mạng. Vừa dứt lời thì tên đó bước vào, tình cờ thế nào lại chính là tên Jin sang đây mà. Hắn như một kẻ điên trào sân với nụ cười khiêu khích, thế nên EJ lập tức lao tới trừng trị và dạy cho biết thế nào là lễ độ. Đang lúc mặt đối mặt đầy hào khí, thì cuối cùng viên thạch anh cũng tới. Nguyên chủ là Tê Sang, thanh niên 21 tuổi tràn đầy khát khao trở thành võ sĩ, nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó mà buộc phải từ bỏ. Vì gia đình nợ ngập đầu, Tê Sang quyết định nhận tội thay cho một quý công tử nào đó. Vì chỉ là trẻ vị thành niên, nên lái xe gây tai nạn cũng chỉ chịu án treo mà thôi, đổi lại sẽ nhận được số tiền lớn mà bản thân chẳng hề nghĩ tới. Ngặt nỗi, biến cố xảy ra khi nạn nhân lại qua đời ngay trước phiên tòa xét xử. Tình tiết tăng nặng xuất hiện, một mạng người ra đi, nên cậu nhóc nhận án 2 năm bóc lịch. Nếu đã vậy thì phải đòi 1 tỷ bồi thường, nếu không sẽ tung hê dao kèo này cho cả thiên hạ biết. Ngày Jin sang nhập kho vì tội giết người, hắn tạo vỏ bọc là một kẻ tâm thần phân liệt, cực phấn khích khi thấy máu và những thi thể, nên dằn mặt chúng đừng có dại mà động tới mình, kẻo bỏ mạng trước khi hết án đó. Vì lẽ đó mà ai cũng né xa và sợ hãi hắn. Biết chuyện này, EJ phá lên cười lớn, Jin sang quả là có đầu tư đó chứ. Nhưng sau cùng hắn chỉ là diễn viên hề mà thôi, sau vài cú chạm má nảy lửa thì mới ngưng diễn sâu mà lộ rõ bản tính sợ sệt, van xin tha mạng. Anh công khai rằng, hắn chỉ là một tên khốn bắt nạt bạn bè không hơn không kém, tới khi bị đàn anh hất cẳng, mất danh trùng trường thì lén dùng gạch mà đập vào đầu Hiếc Su tới chết. Jin sang rén ngang vì quá khứ bị phơi bày, trở nên run lẩy bẩy và đáng thương lắm, nhưng vẫn không tránh khỏi sự trừng trị của bọn họ, cho thỏa những giây phút phải kiềm chế trước đó. Thậm chí có bị bắt ăn cả xương cá cũng ngoan ngoãn nghe lời chẳng hề chống cự. Trong giờ tăng gia sản xuất, có kẻ đã cố tình nới lỏng máy cưa để lấy mạng anh, nhưng gieo nhân nào, gặt quả đó, lại hứng chọn hậu quả. EJ chưa hết bàng hoàng thì mới hay, có thế lực nào đó đã yêu cầu đám tù nhân này hành động, không được cho mình sống sót rời khỏi đây. EJ chắc mẩm, người giật dây chỉ có thể là tên khốn luật sư kia thôi. Để bảo toàn tính mạng, dù là một trọi mấy cũng phải xông pha mặt trận, lao vào đánh đấm và xử gọn đám tù nhân này. Dù gì cũng là võ sĩ trẻ khỏe, nên dăm ba đám lít nhít này cũng chỉ là muỗi đốt inox mà thôi. Đúng lúc đó thì Min U, đàn em thân thiết lao tới với hung khí trên tay định hỗ trợ, nào ngờ ông anh này đã tất tay rồi. Cậu ta tâm sự rằng trong thời gian ngồi nhà đá, lúc nào cũng ăn năn hối cải cả. Và EJ cũng chung cảm giác tương tự, khi đã hủy hoại cuộc đời và giam cầm trong địa ngục chớt chóc, để rồi lúc hối hận thì đã quá muộn màng.
Thế nên, vẫn còn sống thì cơ hội vẫn còn nguyên đó để bắt đầu lại. Chỉ còn 2 ngày trước khi mãn hạn, Tê Sang lại bắt chọn khoảnh khắc tên khốn này, mài nhọn chiếc bàn chải đánh răng để lấy mạng mình, nên lập tức trừng trị. Anh muốn rời khỏi nơi này một cách yên bình và tìm lại số tiền đã cất giấu, nhưng vì ngứa mắt với Jin Sang nên đã lén trêu đùa, rằng mình có thể nhìn thấy linh hồn của Hiếc Su đang đứng ngay phía sau, còn chuyển lời rằng nhất định sẽ theo ám cho tới khi hắn chút hơi thở cuối cùng. Bảo sao mà Jin Sang không ránh ngang mà sợ hãi cho được, thậm chí còn mất kiểm soát mà tè ra quần. EJ nhận ra, việc để hắn bị giày vò thế này mới là hình phạt thích đáng nhất khi dám ra tay với bạn cùng lớp của mình. Ngày mong chờ cuối cùng cũng tới, đàn em thì được gia đình tới đón, riêng Tê Sang thì cô đơn lẻ bóng. Đột nhiên, tên luật sư kia cũng có mặt, nhưng thấy anh quay xe khẳng định chẳng cần tiền của hắn và tên công tử kia nữa, thì chợt đánh hơi thấy có gì khả nghi lắm. EJ tới bến cảng lúc trước, nhớ lại cảnh Ju-hun đã bị phản bội cay đắng tới thế nào, cái đầu vẫn có chút nhức nhức và không ngừng nguyền rủa Eun Jae. Anh lên thuyền thẳng tiến tới nơi bí mật đã cất giấu, và lần đầu nhìn thấy số tiền lớn đến vậy, chỉ biết cười đầy sung sướng và hạnh phúc. Nhưng nội việc tiêu thế nào để không bị cảnh sát nắm gáy cũng quá là đau đầu, nên quyết định ngủ một giấc lấy lại tỉnh táo. Anh mơ thấy bàn tay ấm áp của mẹ đang chạm mẹ lên khuôn mặt, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu choàng tỉnh giấc. Người gọi tới chính là mẹ, khiến EJ nhớ lại niềm day dứt nhất trước khi quyết định kết liễu mạng sống, là bỏ qua cuộc gọi cuối cùng của bà. Anh thu hết can đảm để nhấc máy, dù chẳng biết mẹ của Tê Sang là ai, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi khi bà nói lời xin lỗi vì mọi chuyện. Chỉ hình dung hẳn là bà mẹ nào cũng muốn con trai trở về, nên mới bừng mặt khóc nức nở thế này. EJ quyết định chia số tiền đó làm hai, một phần nhiều hơn dành cho mẹ Tê Sang. Người sẽ không bao giờ gặp được con trai mình nữa, nếu anh tiếp tục sống với thân xác của cậu ta. Dù biết, nơi cất giữ công cộng này chỉ cho phép thời hạn 4 ngày mà thôi, nhưng vì an toàn và bảo mật cao nên anh vẫn lựa chọn sử dụng. Tối hôm đó, đang trên đường về nhà thì EJ bất ngờ bị một người đàn ông tấn công từ phía sau. Người này chính là cha của nạn nhân trong vụ đụng xe mà anh đã nhận tội thay. Ông ra tay vì thấy luật pháp chẳng công bằng, con số 2 năm là quá nhẹ nhàng với kẻ cướp đi tính mạng của con gái ông, nên mới quyết định thay trời hành đạo thế này. EJ chỉ biết nói xin lỗi, đồng thời giải thích mình không phải thủ phạm thực sự. Vì có tiếng bước chân vọng lại, ông ta sợ hãi mà bỏ chạy trước khi kịp có thêm chút thông tin. Người xuất hiện là Min U, hắn lo lắng khi thấy đàn anh bị thương nặng, thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Hóa ra, suốt quãng thời gian trong trại, chỉ là hắn âm thầm chịu đựng, lấy lòng tin để anh mất cảnh giác và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, để có được khoản tiền thưởng khổng lồ kia mà thôi. Lần này thì hắn đã chớp lấy cơ hội, và liên tiếp ra tay kết liễu đàn anh ngay lập tức. Cảm giác phản bội quả là thứ khó nuốt trôi, đúng lúc ấy thì mẹ lại gọi tới. Nhưng dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể với tới, lại lỡ mất cuộc gọi của mẹ lần thứ hai trong đời. Những giọt nước mắt xót xa không ngừng tuôn rơi, EJ gói ghém lại đau thương. Chỉ mong cô tay hãy nhanh chóng nổ súng để tiếp tục kiếp sống mới, và sử dụng số tiền kia. Hào hứng là vậy, nhưng thần chết quả là biết trêu ngươi, khi biến thành một đứa bé sơ sinh cho bó cẩn. Thế thì biết tìm và sử dụng 10 tỷ thế nào đây cơ chứ, EJ chỉ biết khóc giống lên đầy bất lực. Sau một hồi khóc lóc chật vật thì EJ cũng biết mặt mẹ của em bé. Cô gái trẻ cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, nhưng rồi khi vào trong xe thì lập tức lật mặt, khi liên tục la hét sao không im lặng mà ngủ đi cơ chứ. Chứng kiến sự điên loạn này khiến EJ cũng rén ngang. Thật may mắn là người cha có vẻ rất điềm đạm và tốt bụng. Anh chỉ muốn hét lên cho hắn biết, ả ta thật sự là người đàn bà điên rồ. Nào ngờ, cá mè một lứa, ông ta thậm chí còn cho con ăn cả đồ hết hạn. Tất nhiên, EJ chẳng dại mà nạp thứ độc hại đó vào người, và nhận về là sự trừng phạt ngay lập tức. Đúng lúc này thì cảnh sát tới để kiểm tra, vì nghi ngờ có tình trạng lợi dụng trẻ em. Có điều, hắn lại đưa thẻ hành nghề cho thấy mình, cũng là nhân viên của trung tâm bảo vệ trẻ em, sao có thể hành hạ con trai ruột chứ, nên họ chẳng nghi ngờ mà bỏ qua. EJ ra sức gào thét thay cho lời cầu cứu nhưng cũng chẳng ích gì. Để rồi khi họ vừa đi khỏi thì im bặt vì sợ hãi. Cơn thịnh nộ của ả ta lên tới đỉnh điểm khi đáp đứa bé xuống đất, nguyền rủa vì sự xuất hiện của nó mà cuộc đời mới xui xẻo, máu lạnh mà chèn gối làm nghẹt thở. Một kiếp nữa đã qua, EJ thắc mắc, sao em bé đó lại không có viên thạch anh như những lần trước. Thế nên thần chất mới giải thích, đứa bé đâu có ký ức hay khả năng gì, thậm chí, còn chưa được đặt tên và chẳng có quyền quyết định mình sẽ ra đi theo cách nào. Cô ta nhắc nhở anh, dù có căm phẫn tới mức nào, cũng không được phép lấy đi tính mạng của bất cứ ai, rồi lập tức tiễn đi lần tiếp theo đúng sở nguyện. EJ vừa chuyển kiếp thì gấp gáp kiểm tra thời gian. Thật may là anh vẫn kịp ôm túi tiền ngay phút chót, chỉ một phút trước khi nhân viên bếch đi. Viên thạch anh quen thuộc lại xuất hiện, giúp anh biết đây là Gon U, với vẻ ngoài ưa nhìn đã đánh cắp trái tim của hàng ngàn thiếu nữ và thu về bộn tiền nhờ việc làm người mẫu ảnh. Vừa đẹp trai lại giàu có, đúng là cuộc sống trong mơ mà anh từng nghĩ tới. Vì lần chuyển kiếp này đặc biệt hơn hẳn, nên EJ quyết định dù lo, cháy hết mình, nhưng tửu lượng lại vô cùng có hạn khi nạp một chút men đã say đứa đừ. Tại bữa tiệc VIP này, anh còn được gặp lại TU, con trai trưởng của tập đoàn Tê Cang đã gặp trong buổi phỏng vấn. Nhưng trong cơn say thì chưa thể nhớ ra được ký ức ấy, chỉ thấy quen quen mà thôi. Hôm nay, EJ trong thân xác của Gon U đã tới làm việc, tại quán cà phê thay cho anh trai bận công tác một tuần, nhưng vẫn tự nhủ ngay khi anh ta vắng mặt thì anh cũng bye bye luôn. Nào ngờ anh gặp vị khách đặc biệt, chính là Jisoo, bạn gái của mình.
Năm xưa, họ vô tình chạm mặt, khi làn gió mạnh thổi bay tập kịch bản trong tay và anh chính là người nhặt nó lên. Nụ cười rạng rỡ và khung cảnh tuyệt đẹp đã khiến trái tim của anh rung rinh. Lần tái ngộ bất ngờ này khiến YJ đứng im bất động, chỉ có thể nhớ lại ký ức đau buồn khi chia tay, và lặng thinh ngắm nhìn từng cử chỉ của cô. Theo lời anh trai, thì Jisoo luôn tới đây làm việc từ sáng tới tối, còn là một nhà văn cực nổi tiếng nữa. Vì tò mò, YJ lập tức tra cứu thông tin thì mới hay, ngày anh đề nghị đường ai nấy đi, là khi cô vừa giành giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp. Jisoo đã gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn trai, người luôn ủng hộ và chắp cánh ước mơ cho mình. YJ chợt nhận ra, toàn bộ số tiền thưởng cũng đưa cho anh để trang trải cuộc sống, ấy vậy mà anh lại xem nhẹ nó. Sự tự ti của một người đàn ông thất bại thực sự đã đánh gục anh rồi. Chẳng suy nghĩ, anh tìm tới thư viện để đọc cuốn sách ấy. Những ký ức xưa cũ lại hiện về, có lần anh đã thấy đồng nghiệp cùng công ty tán tỉnh cô, nhưng Jisoo đã lập tức khước từ. Khi ấy thì YJ vẫn tự tin, bản thân có thể thành công hơn bất cứ tình địch nào. Nếu cô rời bỏ mình, thì sẽ đánh mất một người vừa yêu thương cô thật lòng, vừa thành đạt đó. Đàn ông có thể từ bỏ tính mạng vì người phụ nữ mình yêu, chứ tuyệt đối không buông tay đâu. Jisoo cảm nhận được sự ngầu lòi ấy, lao vào vòng tay anh và nghĩ, mình chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Cô vẫn nhớ từng câu từng chữ, tái hiện lại trong cuốn sách khiến YJ không thể kìm được nước mắt. Anh cũng nhớ, người yêu rất thích chiếc bút máy màu đỏ, nên đã âm thầm mua nó và khắc chữ nhà văn Jisoo để tạo bất ngờ. Nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội và vẫn chưa thể đưa món quà đó tới tận tay cô. Tới bây giờ anh mới hay, người đàn ông mà anh vô tình bắt gặp lúc trước chính là anh ruột của Jisoo, chứ chẳng phải nhân tình như đã nghĩ. Vì Jisoo, anh quay xe mà tiếp tục làm việc ở quán cà phê, ghi nhớ đồ uống yêu thích là món trà thanh yên nóng quen thuộc, còn kèm thêm món bánh ngọt và nói dối là quà tặng của cửa hàng. Để tiếp cận, YJ nói mình là người rất yêu thích đầu sách này và có ý tưởng muốn phát triển thành tiểu thuyết, và tất nhiên, Jisoo chẳng có lý do gì để từ chối cả. Anh kể tất cả trải nghiệm của những cái chết trước đó như thể là hư cấu, loại bỏ hoàn toàn phần ký ức về hai người họ. Cô tỏ rõ sự ngỡ ngàng, sao anh lại có thể mô tả chi tiết cảm xúc của nhân vật như thể chính mình đã trải qua vậy. Chưa hết, nhân vật thần chết quả thật rất tàn nhẫn nữa. Bỗng nhận được sự đồng cảm, YJ thoát vai trong giây lát, không ngừng mỉa mai ả ta là rắn độc khiến cô cũng phải bật cười vì sự thú vị của người đàn ông này. Sau cùng, YJ muốn cô ký tặng lên cuốn sách, và thật ngạc nhiên, chiếc bút máy này lại nằm gọn trong tay cô. Thì ra trước đó, chính mẹ anh đã trao lại cho Jisoo, vì bà biết đó là món quà mà anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ có điều là chưa kịp tặng mà thôi. Kể từ đó, anh tiếp tục cuộc trò chuyện với Jisoo mà chẳng để tâm tới thời gian. Cô chợt thắc mắc vì sao nhân vật chính lại chưa từng tới tìm mẹ. Đơn giản vì anh nghĩ sẽ thật là đau đớn khi biết bà đang ở ngay trước mặt mà chẳng thể sống như một gia đình. Trời chợt đổ mưa lớn, YJ đã mang theo chiếc áo đó tới đưa cho cô nàng, và cứ thế quay về quán cà phê với nỗi buồn mang mát. Nghe tin có vụ tai nạn gần đó, người bị thương còn là khách quen của quán, nên anh vội vàng chạy đi vì nghĩ đó chính là Jisoo, khuôn mặt thì muôn phần khổ đau chỉ trực khóc tới nơi. Cho đến khi thấy cô vẫn bình an vô sự mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô tâm sự, nhìn thấy anh hoảng loạn khi nghĩ người quen bị thương, thật sự giống với tình cảnh của mình lúc biết tin bạn trai qua đời. Cô cũng đổ gục trên sàn và gọi tên anh trong bất lực khi biết âm dương cách biệt. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa cảm thấy ổn hơn chút nào cả. Anh nén nỗi đau thương, hẹn gặp cô vào ngày mai. Có điều, Jisoo lại từ chối, vì mỗi khi nghe câu chuyện của anh thì nỗi nhớ người yêu lại trào dâng mãnh liệt. Hôm nay, cô đã tới thăm YJ, trò chuyện như thể anh vẫn ở đó, nước mắt lưng tròng mà bày tỏ nỗi nhớ thương đong đầy. Cô tự dằn vặt bản thân, nếu khi xưa không nói những lời cay đắng yêu cầu anh phải cố gắng hơn, thì sự việc đã chẳng đau lòng thời thế này. YJ trong thân xác của Gon U cũng đứng ở phía sau và nghe hết tâm tư của cô, trong lòng như nghẹn lại. Ở đó, anh còn vô tình bắt gặp người mẹ đáng thương của mình, chẳng dám gọi mẹ ơi mà phải nói dối rằng đang tới thăm người quen. Bà lặng lẽ lau kính ở nơi tưởng niệm cho con trai, rồi trốn trong nhà vệ sinh mà khóc nấc lên thành tiếng đầy bi ai. YJ hiểu mình đã tồi tệ đến mức nào khi đưa ra quyết định bồng bột lúc trước. Nhưng lời xin lỗi dù có chân thành thì cũng chẳng ích gì khi đã quá muộn màng. YJ quyết định viết một lá thư, tiết lộ rằng YJ đã đầu tư và thu lời một khoản, muốn gửi lại cho bà để trang trải cuộc sống. Anh hóa trang kỹ lưỡng, cẩn thận bước vào nhà, ngắm nhìn những bức ảnh chụp chung của hai mẹ con mà lòng quặn thắt, để lại túi tiền rồi nhanh chóng bỏ đi. Vì YJ ngỏ lời muốn đưa Jisoo về, nên hai người họ đã có khoảng thời gian riêng tư để tâm sự. Anh chợt nhớ lại những ngày bình yên được cùng cô thong thả dạo phố, nói cười vui vẻ nhưng giờ đã hóa thành hư không. Con người sợ cái chết, vì biết những hạnh phúc sẽ không thể tiếp tục vì chẳng còn ngày mai nữa chăng? Jisoo mở lời, thật mong câu chuyện của anh sẽ kết thúc có hậu, vì nhân vật chính đã trải qua cuộc sống khó khăn, mà lại chẳng có lấy một người để dựa dẫm. Bước đường cùng phải chọn tự giải thoát, ngờ đâu lại tiếp tục chìm trong sợ hãi khi chẳng biết kiếp sau sẽ chết thế nào. Sẽ thật là vô nghĩa, biết bao khi không được là chính mình. Nghe những lời tâm sự ấy, YJ quyết định công khai tất cả, vì biết đâu ngày mai sẽ chẳng thể tới nữa. Anh có một mối tình 7 năm sâu đậm, người con gái thời điểm không có, nhưng ấy còn sẵn sàng từ bỏ những lời ong bướm của những gã đàn ông khác, công khai anh là người yêu thực sự, dù rằng khi đó chỉ là một nhân viên phục vụ quèn. Dù anh có xấu hổ về bản thân thế nào, thì cô ấy vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ để công khai anh với tất cả mọi người.
anh chỉ muốn nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng, khi đã hiểu lầm và khẳng định, cả đời này vẫn chỉ có duy nhất một mình cô ấy mà thôi. Lời nói giống hệt với kỷ niệm quý giá lúc trước, khiến Jisoo bất giác mà rơi nước mắt. Anh tiết lộ câu chuyện mình đã kể chính là những trải nghiệm thực tế, chứ chẳng hề hư cấu. Mình chính là IJ, dù thật khó để chấp nhận, nhưng anh chính là người đàn ông mà cô yêu. Ngay khi vừa công khai sự thật, thì một chiếc xe từ đâu lao tới cán như xe ủi. Người bước ra từ chiếc xe đắt đỏ ấy, thật bất ngờ lại là Tu với chiếc bật lửa quen thuộc. Những ký ức chợt hiện về rõ rệt, hắn chính là người đã treo thưởng 3 tỷ cho J-Shop, cũng là quý công tử đã gây ra tai nạn bỏ trốn và thuê Tê Sang, là người chịu tội thay. Vẫn chính là hắn, lên kế hoạch thủ tiêu em trai Jin Tae cùng với đại ca của Ju-hun. Tay luật sư hốt hoảng khi thấy Jisoo đã bỏ mạng, còn hắn thì thảnh thơi giúp anh sớm gặp được thần chất với khuôn mặt không thể tàn bạo hơn. Lần chuyển kiếp này thực sự day dứt và đau đớn, khi người phụ nữ anh yêu thương nhất trên đời bị chớt đầy oan uổng, nỗi căm phẫn hóa hận thù quyết lấy mạng hắn. Nhưng trước đó, phải dạy cho thần chất một bài học, vì đã dám chơi đùa với cảm xúc của mình. Phần 1 tới đây là hết, đón xem diễn biến cực hấp dẫn tại B-Review Phim nha các bác.